Xin chào mọi người. Video ngắn ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác một chút ít cái thông tin thú vị về cái cách người Nhật người ta gọi tên cái cây giáo bếp là như thế nào. Ở trên màn hình mọi người đang thấy là em đang có hai cây dao, một cây bên trái đây, cây bên trái đây này, và một cây bên phải đây. Cây bên trái này, nếu các bác nào đã từng tìm hiểu về dao Nhật thì nhìn nó chắc là rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Và chắc là các bác có thể gọi tên được nó. Đây là một cây Santoku nhé. Một cây Santoku 3 lớp ốp vào nói có gì. Mài bén ngọt luôn. Thế còn cây bên phải này cũng là một cây dao 3 lớp. Ốp vào nói cũng gì. Lõi của nó là lõi thép xanh nhé. Đây, chữ triện rất là rõ ràng này. Và tên gọi nó là gì? Và cây bên phải này này, nó có tên gọi là cây hoa Santoku. Viết như nào? Đây, viết như thế này: WA Santoku, hoa Santoku. Thế còn cây bên trái này này, tên của nó gọi là Santoku nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Santoku và hoa Santoku. Thế cái điểm khác nhau giữa hai cây dao này là như thế nào? Sự khác nhau là đến từ một chi tiết thôi, đó là cái cán nhá. Cái bên trái này là một cây dao Nhật cán Âu nhá. Nó thường theo kiểu là ốp gỗ và có đinh tán nhá. Cây này thì không, nó không có khâu, nhưng có thể là có những cây nó có khâu nữa. Đấy, thì nó có thêm khâu sắt, khâu đồng, khâu inox. Đấy. Như cây này là ốp gỗ hai mảnh, đinh tán nhá, đinh tán sắt này. Thế còn cây hoa Santoku ấy thì cái cán của nó là cán truyền thống Nhật. Thì như cây này nó là cán oval nhé, cán gỗ không nhựa, hình oval. Thế còn nó có thể có dạng là cán chữ D hoặc là cán hình lục giác đấy. Về công năng sử dụng thì nó như nhau, dùng để cắt, để thái, để băm đấy. Lưỡi thì có hình dạng là cái sống dao hơi cong và tạo hình cái mũi nhọn như thế kìa. Đấy, công năng sử dụng và nó chỉ khác nhau, nhấn mạnh lại là nó khác nhau chỉ ở cái cán thôi nhé. Cây bên trái thì gọi là Santoku và cây bên phải gọi là hoa Santoku. Đấy. Video ngày hôm nay thì chỉ muốn truyền tải đến các bác một chút cái thông tin thú vị này thôi, dành cho các bác nào đang tìm hiểu và chưa biết. Thì hôm nay chúc mừng mọi người đã có thêm một chút cái thông tin thú vị về cái cách mà người Nhật họ gọi tên cây dao của mình. Nhân tiện thì em cũng đang bán hai cây dao này. Bác nào mà đang có hoặc là muốn đổi cái trải nghiệm của mình khi sử dụng một cái dao bếp Nhật thì vui lòng liên hệ nhé. Em sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về kích thước, về giá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp bác ở các video tiếp sau nhé.